360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta lại được gặp nhau trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi chiều ngày hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một sản phẩm mà ô tô 360 của chúng tôi vừa mới mua về được đấy ạ. Chắc quý vị và các bạn cũng biết được chúng tôi đang muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe gì rồi, đúng không ạ? Trên màn ảnh của quý vị các bạn đang theo dõi là một chiếc xe ở phân khúc Big Up, đó là chiếc xe Nissan Navara và là ở cái phiên bản L. Đây là cái phiên bản L và là phiên bản Premium 2018 số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 và đã chạy được hơn 2 vạn km rồi. Chạy hơn 2 vạn km thì quý vị các bạn cùng biết rồi đấy, tất cả nó còn như mới. Dàn lốp cũng còn rất dày, rất là mới, lốp xưa cua còn chưa hạ cơ. Và quý vị các bạn có thể yên tâm về chất lượng này. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này còn nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước. Tất cả còn nguyên bản, máy móc nguyên bản. Tất cả còn nguyên bản và còn được bảo hành dài tại Nissan Việt Nam. Quý vị các bạn có thể đem xe đi kiểm tra, quý vị các bạn có thể đem xe đi check tại bất kỳ đại lý Nissan nào. Và chiếc xe này thì còn bảo hành chính hãng tại Nissan Việt Nam. Chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan và là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc đấy ạ. Chiếc xe này là chiếc xe màu xanh và cái phiên bản L Premium R là cái phiên bản đủ đồ. Nó khác với phiên bản L thường là cái nó có thêm cái phần cản ba đà sốc trước này và màn hình và camera lùi. Thì sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu chi tiết về chiếc xe Nissan Navara L phiên bản Premium R này ạ. Chiếc xe này thì quý vị và các bạn cũng rất là yên tâm vì chiếc xe mới chạy có hơn 2 vạn km thôi, cụ thể là 2 vạn 6 và được bảo hành, vẫn còn bảo hành dài tại Nissan Việt Nam. Hơn nữa là chiếc xe này mới chạy hơn 2 vạn thôi và dàn lốp của nó, tất cả dàn lốp của nó còn nguyên và còn rất mới. Tất cả còn rất mới, lốp xưa cua chưa hạ còn rất là mới ạ. Dàn lốp rất là mới và chủ xe cũng đã lắp thêm lên rất là nhiều đồ, ví dụ như là trải sàn da này, dán kính phin xịn. Chủ xe cũng dán rất cẩn thận, dán phin rất là xịn, đó là phin Luma của Mỹ. Và đã bọc lên bộ ghế da bò xịn và da bò xịn này rất là đẹp ạ. Quý vị và các bạn cùng xem đấy, chủ xe đi rất là ít, rất là giữ gìn, bọc cả trần này và tất cả một số chỗ còn chưa bóc ni lông cơ, còn rất là đẹp ạ. Tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem chi tiết về chiếc xe này ạ. Nếu như quý vị và các bạn đang xem clip này thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Hoặc nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe Nissan Navara này thì xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Hoặc quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc Nissan Navara này thì mời quý vị và các bạn hãy đến cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi đang chào bán với giá là hơn 500 triệu đồng. Chỉ hơn 500 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe bán tải Nissan Navara siêu lướt này ạ. Chiếc xe mới chạy hơn 2 vạn km thôi và được bảo hành chính hãng tại Nissan Việt Nam ạ. Và nếu như quý vị và các bạn chưa thu xếp đầy đủ về tài chính để mua chiếc xe này thì chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị và các bạn làm thủ tục trả góp. Quý vị và các bạn được vay tới 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục rất là nhanh gọn, chỉ trong 3 ngày thì chúng tôi sẽ có thể giao xe cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn được sở hữu ngay chiếc xe Nissan Navara phiên bản L Premium R 2018 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin quý vị và các bạn hãy xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn. Vừa qua, Nissan Việt Nam đã chính thức giới thiệu ra thị trường phiên bản cao cấp của mẫu bán tải ăn khách Navara. So với thế hệ cũ, Navara Premium R sở hữu hàng loạt những tính năng mới như ốp cản trước làm từ kim loại giúp tăng sự mạnh mẽ và cá tính, tem đề can chạy dọc hai bên thân xe, camera lùi hiển thị trên màn hình trung tâm bảng tablo mới, màn hình này có khả năng kết nối với điện thoại thông minh phục vụ nhu cầu giải trí của người dùng. Ngoài ra, một số chi tiết khá thú vị trên Navara Premium R đó chính là camera hành trình có khả năng kết nối Wi-Fi cực kỳ tiện dụng cho cả đi trong phố cũng như đi hành trình dài.
Tất cả những điểm mới trên giúp Navara Premium R trông khỏe khoắn cũng như tăng thêm tính an toàn và tiện nghi cho người dùng. Động cơ trên xe vẫn là loại diesel DOHC 2.5 lít 4 xi lanh thẳng hàng tương tự như phiên bản cao cấp VL. Hiệu suất của khối động cơ này lần lượt là 188 mã lực và 450 Nm. We'll be right back.
và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn, nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Thank you.